Nhóm vũ trang thân Ukraine dùng thiết giáp Mỹ tấn công lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga công bố video cho thấy nhóm vũ trang thân Ukraine đã dùng xe thiết giáp và kháng miền Mỹ vượt qua biên giới tấn công tỉnh Belgorod. Hãng thông tấn Rianvosti của Nga hôm 23 tháng 5 công bố hàng loạt xe thiết giáp do Mỹ chế tạo bị phá hủy hoặc thu giữ sau chiến dịch đẩy lùi nhóm dân quân thân Ukraine tấn công vào quận Kravoron thuộc tỉnh Belgorod. Nhóm vũ trang này sử dụng nhiều xe bọc thép quân sự đã vượt qua biên giới tập kích chốt kiểm soát biên giới Kosyka và nhiều cơ sở dân sự hôm 22 tháng 5, khiến một sĩ quan biên phòng Nga không qua khỏi và 12 người bị thương. Họ sau đó tiến sâu vào lãnh thổ Nga trước khi bị quân đội Nga chặn lại trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hạ gục 70 phần tử khủng bố Ukraine, phá hủy nhiều xe bọc thép, xe bán tải của nhóm vũ trang. Dựa trên hình ảnh do truyền thông Nga công bố, các chuyên gia tại trang tình báo mã nguồn mở Oryx và Ukraine Weapon Checker nhận định số thiết giáp này gồm ít nhất hai xe kháng mìn M1224 Max Pro, 3 xe thiết giáp chở quân và chở hàng Humvee, ít nhất một xe thiết giáp Kras của Ukraine và một chiếc AMZ Rig 2 được Ba Lan sản xuất cũng bị phá hủy trong giao tranh. Hai nhóm dân quân vũ trang ủng hộ Ukraine gồm binh đoàn tình nguyện Nga RVC và quân đoàn tự do Nga FRL đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công qua biên giới nhắm vào tỉnh Ben -Gorod. Trong một bài đăng trên Twitter, RVC dường như xác nhận đã rút lui và tuyên bố sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Denis Nikitin, lãnh đạo RVC, xác nhận lực lượng dưới quyền đã sử dụng nhiều phương tiện quân sự do Mỹ chế tạo, nhưng từ chối tiết lộ cách họ lấy được chúng. Động thái này dường như khiến Lầu Năm Góc lúng túng, nhất là khi họ từng nhiều lần khẳng định không cho phép Ukraine sử dụng khí tài Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi đã thấy thông tin và đang theo dõi rất chặt chẽ. Chúng tôi có thể xác nhận rằng chính phủ Mỹ chưa phê chuẩn chuyển giao khí tài cho các tổ chức bán vũ trang ngoài biên chế quân đội Ukraine. Chính phủ Ukraine cũng chưa đề xuất như vậy đây là điều chúng tôi cần lưu ý, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho hay. Giới chức Ukraine khẳng định, nước này không liên quan tới nhóm vũ trang tấn công tỉnh Belgorod, cho rằng đó là các công dân Nga tự ý hành động. Tuy nhiên, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Andriy Chenak hôm 24 tháng 5 thừa nhận Kiev có hợp tác với các nhóm như RVC và FRL. Chúng tôi có liên lạc và chia sẻ thông tin, thậm chí là phối hợp với họ, ông Chenak cho hay, nhưng phủ nhận Ukraine chuyển giao khí tài quân sự cho nhóm này. Toàn bộ khí tài phương Tây trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine đều được kiểm soát chặt chẽ hết mức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng Ukraine có quyền tự quyết định phương thức tác chiến, nhưng nhấn mạnh Mỹ phản đối tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi đã làm rõ với phía Kiev rằng Washington không hỗ trợ hay khuyến khích họ mở chiến dịch tiến công ngoài biên giới Ukraine, ông nói. Nga kết án người hợp tác tình báo Ukraine, Kiev đưa khí tài Naui ra tiền tuyến. Theo thông tin từ các cơ quan an ninh Nga, đối tượng bị kết án mang quốc tịch Ukraine. Trang tin RBC dẫn thông cáo được Cơ quan An ninh Liên bang Nga công bố hôm 23 tháng 5 viết rằng đối tượng Andrey Petkevich đã bị tuyên 16 năm tù với tội danh thực hiện các hoạt động gián điệp nhằm vào nhiều doanh nghiệp quốc phòng Nga. Đối tượng Petkevich hoạt động theo chỉ thị của Cơ quan Tình báo Ukraine với nhiệm vụ tuyển dụng các nhân viên làm việc trong một số doanh nghiệp quốc phòng, sau đó thu thập thông tin tuyệt mật về những dự án phát triển khí tài cầm tay đầy hứa hẹn để gửi cho phía Kiev, thông cáo viết. Trong đoạn video được FSB đăng tải cùng ngày, lực lượng này ở thời điểm bắt Bekevich còn thu giữ nơi đối tượng này tạm trú nhiều tài liệu quân sự mật, một ống giảm thanh và một phóng lựu PG-30. Ukraine tới nay chưa bình luận về sự kiện này. Kiev đưa khí tài Na Uy ra tiền tuyến. Theo video được trang quân sự Military đăng tải ngày 23 tháng 5, xe bọc thép dành cho công binh NM-189 có xuất xứ từ Na Uy đã được các lực lượng vũ trang Ukraine triển khai ở khu vực tiền tuyến. Trang Military Today cho hay, xe bọc thép công binh NM-189 được phát triển dựa trên gầm xe tăng Leopard 1. Điểm khác biệt là NM-189 được trang bị trục thủy lực và sẻng máy xúc để thực hiện nhiệm vụ dọn lối đi trong khu vực được đối phương giải mìn. Quan chức Nga tuyên bố đổi tên thành phố Bakhmut. Quan chức Donetsk tới thăm Bakhmut sau khi lực lượng Nga kiểm soát, cho biết thành phố sẽ được đổi tên lại như trong thời Liên Xô là Aktyemovsk. Bakhmut là tên gọi từ thời đế quốc Nga, sau đó được đổi tên thành Artemovsk dưới thời Liên Xô. Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin ngày 23 tháng 5 nói khi tới thăm thành phố của lực lượng Nga vừa chiếm được. Bây giờ Ukraine không còn giữ Bakhmut nữa mà là Nga, thành phố giờ đây cũng không phải Bakhmut nữa mà là Artemovsk. Video được công bố cho thấy ông Pushilin cắm cờ của Donetsk trên nóc một tòa nhà đổ nát tại Mút, xung quanh là các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner. Lãnh đạo đôi nhé sau đó thị sát trên những tuyến phố gần như bị phá hủy hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ông Pushilin cho biết ông tới Bang để đánh giá công tác khôi phục các dịch vụ dân sự ở tại thành phố. Ông khẳng định chính quyền địa phương sẽ tái thiết Bang Mút, cam kết xây dựng những ngôi nhà, trụ sở và trường học mới tại đây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 5 thông báo lực lượng nước này kiểm soát hoàn toàn thành phố Bang sau khi chép quý lãnh đạo Wagner đưa ra tuyên bố tương tự. Tuy nhiên, giới chức Ukraine phủ nhận thông tin và khẳng định lực lượng nước này vẫn tiếp tục chiến đấu tại Bangmut dù tình hình khó khăn. Thành phố này có tên gọi Bangmut từ thế kỷ 16 theo tiếng Tatar có nghĩa là nước mặn hoặc bãi biển. Đến năm 1924, Liên Xô đổi tên Bangmut thành Astrakhan để vinh danh nhà lãnh đạo cách mạng Fyodor Serejev, người có biệt danh là đồng chí Astrakhan. Tháng 4 năm 2014, Felix thân nga tại Donetsk tuyên bố kiểm soát Astrakhan, nhưng quân đội chính phủ Ukraine giành lại thành phố này sau đó 3 tháng và Kiev quyết định đổi tên thành phố này thành Bakhmut từ năm 2016. Bakhmut có diện tích khoảng 41,6 km vuông và là nơi sinh sống của hơn 71.000 người trước chiến sự. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, vào tháng 4 năm 2022, Bakhmut trở thành tâm điểm giao tranh để Donetsk khi cả hai bên đều dồn nguồn lực kiểm soát thành phố. Các quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine từng khẳng định phòng thủ Bakhmut là rất cần thiết về mặt quân sự, đồng thời nhận định thành phố là chìa khóa kìm hãm lực lượng Nga tại Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Trong khi đó, Nga khẳng định Bakhmut là trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine tại vùng Donbass, kiểm soát thành phố sẽ cho phép họ tiến công sâu hơn về phòng tuyến của đối phương. Tên lửa S-350 Nga có thể lần đầu tự động hạ mục tiêu tại Ukraine. Hệ thống phòng không S-350 Nga lần đầu tự động phát hiện và hạ gục mục tiêu tại Ukraine mà không cần kiếp điều khiển can thiệp, theo quan chức quân sự Moscow. Hệ thống phòng không S-350 VTAT tham gia chiến dịch đã phát hiện, bám bắt và đánh chặn mục tiêu Ukraine ở chế độ vận hành hoàn toàn tự động, nhiều chiến đấu cơ và máy bay không người lái Ukraine đã bị tổ hợp này bắn hạ. Hãng thông tấn Vosti ngày 24 tháng 5 dẫn lời quan chức giấu tên trong bộ quốc phòng nga. nguồn tin trên nói thêm rằng đây là lần đầu tiên chế độ này được sử dụng trong điều kiện tác chiến thực tế tại Ukraine. Kiếp điều khiển chỉ có nhiệm vụ giám sát hoạt động của hệ thống S-350 và xác nhận thông tin do thuật toán đưa ra mà không can thiệp vào quá trình khai hỏa. Tổ hợp S-350 Nga cũng hoạt động trong cả chế độ radar chủ động và bị động nhằm đối phó với biện pháp gây nhiễu và chế bắt phòng không Ukraine, cũng như cải thiện khả năng phát hiện và phân loại mục tiêu trong điều kiện tác chiến phức tạp. Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận thông tin triển khai hệ thống S-350 tới thăm chiến tại Ukraine. Tên lửa phòng không tầm trung S-350 VTIAT được tập đoàn Anmas Ante phát triển từ năm 2009 trên cơ sở chương trình hợp tác phát triển tên lửa KMSAM-12 giữa Nga và Hàn Quốc. VTS là hệ thống hoàn toàn mới, thay vì chỉ là phiên bản nâng cấp của các tổ hợp tên lửa phòng không từ Liên Xô. Mỗi tổ hợp S-350 gồm một xe chỉ huy 50K-6E, hai radar cảnh giới và dẫn bắn 50N-6E, cùng 8 xe phóng 50P-6 với tối đa 96 quả đạn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống S-350 có thể tấn công cùng lúc 16 máy bay hoặc 12 tên lửa đàn đạo ở khoảng cách 120 km. S-350 cũng có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn 9M-100 với tầm bắn 15 km và có kích thước nhỏ hơn nhiều so với đạn 9M-96 để thực hiện nhiệm vụ phòng không cục bộ. Quân đội Nga hồi tháng 8 năm 2022 triển khai hệ thống S-350 tại căn cứ Takarov thuộc tỉnh Rostov cách biên giới Ukraine hơn 60 km, nhưng chưa rõ tổ hợp này có được bố trí tại tiền tuyến hay không.